các bạn đang gặp vấn đề về đổ quá nhiều dầu ở trên da thì các bạn nên suy nghĩ về việc đắp mặt nạ hàng ngày, bởi vì cái việc đó mang lại hiệu quả cực kỳ cao và Ngọc đã trải nghiệm rồi. Hôm trước Ngọc có làm review về một loại mặt nạ 30 miếng của nhà Halabo. Loại này nếu mà nói thì sẽ gọi là khá bình dân và dễ tiếp cận, cực kỳ rẻ với 300 ngàn mà được 30 miếng. Nhưng nếu các bạn muốn nâng cấp cái trải nghiệm dưỡng ẩm da của mình bằng mặt nạ thì mình nghĩ là các bạn nên thử loại này. Với 7 miếng thôi mà giá là 126 ngàn. Thì nếu các bạn mua chúng deal thì sẽ có rẻ hơn khoảng tầm 113 hoặc 107 gì đó. Thì trung bình là giá của một miếng sẽ dao động tầm 16 đến 18 ngàn. Ngọc thấy là cái giá đó hoàn toàn hợp lý và mình có thể chấp nhận được nếu mà mình sử dụng hàng ngày nha. Bản thân Ngọc thì Ngọc thích dòng này hơn so với loại 30 miếng, bởi vì thứ nhất là nó có arbutin và loại vitamin E, hai loại kết hợp sẽ làm sáng da của bạn rất là tốt. Nó sáng thôi nha, không phải là trắng. Nó còn có thêm nano HA nữa, mà nano HA thì nó sẽ có kích thước nhỏ hơn 1/20 so với loại HA bình thường. Như vậy là hiệu quả dưỡng ẩm sẽ được tăng lên gấp 20 lần. Có một cái thành phần khá là tốt trong việc dưỡng da đó chính là hải dĩ. Thì Ngọc đang uống một cái viên làm sáng da của nhà DHC với tinh chất của hải dĩ á, thì Ngọc thấy là cái hiệu quả là rõ ràng có thể thấy nếu mà các bạn sử dụng sau tầm 3 tháng thôi. Sản phẩm này thì được nhập khẩu ở bên Nhật và họ luôn có một cái tem phụ ở đây để các bạn có thể đọc thành phần cũng như là những cái hướng dẫn sử dụng và những cái lưu ý khi mà đang sử dụng. Có cả ngày sản xuất nữa, khá là xa, khoảng 3 năm. Trong thành phần sản phẩm thì có cái methylparaben, cho nên là những bạn nào mà bị kích ứng thì mình nên consider chút xíu về việc sử dụng. Nhưng mà cái thành phần này chủ yếu được bỏ vào để làm cho sản phẩm không có bị vi khuẩn xâm nhập thôi. Sản phẩm này vẫn được chứa trong túi zip, là một cái loại bao bì Ngọc nghĩ là khá là tiện lợi để mình giữ gìn sản phẩm, mình lấy sản phẩm ra dễ dàng. Khi mà các bạn nhìn sâu vào trong, các bạn cũng sẽ không thấy có quá nhiều tinh chất, bởi vì cái loại mask này nó là dạng mask dày và nó có được một ưu điểm là nó xếp từng cái riêng biệt, không giống như cái loại mà loại 30 miếng á, nó xếp chồng vô nhau thì các bạn lấy ra nó hơi bị khó và dễ bị rách. Các bạn nhớ rửa tay và rửa mặt kỹ trước khi mình đắp mặt nạ nha, đừng có để những cái lớp bụi bẩn còn sót lại nó ngăn cản việc hấp thu dưỡng chất. Nói về cái size thì Ngọc thấy là cái độ rộng của mặt nạ này là gọi là vừa đủ với mặt Ngọc luôn nè. Mà ý là mặt mình là mình nó hơi to và nó dài nữa, cho nên là Ngọc thấy là khá là ổn. Còn những bạn mà mặt dài giống Ngọc thì sẽ bị cái vấn đề là nó sẽ dư một chút trên đây, nhưng mà những bạn mặt tròn và hình trái xoan gì đó thì nó sẽ ổn. Một cái điểm mà Ngọc thích dòng này hơn so với dòng 30 miếng chính là dòng này nó không hề có cái chất peppermint, đó là bạc hà đó. Nó đắp lên mà nó cảm giác the the rồi, Ngọc không hề thích xíu nào. Mà nếu mà nêu ra những cái tên vàng trong làng yêu thích đắp mặt nạ thì Ngọc nhớ ngay tới Phạm Băng Băng và Bắc Minh Dông. Thực sự đối với họ, việc đắp mặt nạ hàng ngày nó là một cái thói quen luôn rồi. Đôi khi một ngày họ còn đắp 1 đến 2 lần luôn á. Cứ có thời gian rảnh rỗi thì họ cứ đắp để mà thư giãn da cũng như là cấp ẩm cần thiết. Mình nhận ra được việc này khi mà da Ngọc không hề bị đổ dầu bậy bạ giống như lúc trước nữa. Thường á là Ngọc đắp mặt nạ vào buổi tối, tầm khoảng 8-9 giờ là thời gian Ngọc thích đắp mặt nạ nhất, bởi vì nó sẽ hấp thu hiệu quả nhanh hơn và nó sẽ làm cho da mình được thoải mái trước khi mình dưỡng một lớp. Thì sau khi mình đắp mặt nạ xong, mình tiếp tục dưỡng và mình ngủ một đêm tới sáng, rồi cái mình dậy mình sẽ thấy da mình nó có một cái độ ẩm vừa phải nha. Mình rửa mặt lại và mình bắt đầu chế độ skincare vào buổi sáng rồi đi làm. Trước kia mà cứ khoảng tầm 2 tiếng mà mình ngồi trong phòng máy lạnh thì mình sẽ thấy da mình nó bị căng và nó bị khô cực kỳ nhiều vào khi mình sử dụng giấy thấm dầu á. Các bạn biết á, hai mặt nó đều thấm sạch luôn. Mình còn sử dụng thêm một cái máy để cấp ẩm nữa, nhưng mà mình thấy cái hiệu quả nó không có được duy trì lâu dài. Khoảng 30 phút là mình phải xịt lại lần nữa. Thì mình thấy là nó hơi tốn thời gian, tại vì mình đi làm mà chứ không phải mình đi làm đẹp trong công ty đâu. Nên là cái việc cứ chăm sóc da như vậy nó không có phải là một cách đúng đắn. Tại mình đang tận dụng thời gian của công ty làm việc khác mà. Và khi mình chuyển sang chế độ đắp mặt nạ hàng ngày thì mình thấy là mình không cần phải xịt cái máy xịt khoáng đó tới mức tần suất nhiều như vậy. Chỉ cần khoảng tầm 3 tiếng xịt một lần là ok rồi. Thì một ngày đi làm xịt khoảng tầm 2 lần hoặc 3 lần là cao, và nó không có làm chiếm thời gian để mình làm những công việc khác. Khi về nhà thì mình bắt đầu mình rửa sạch da và bắt đầu mình lại tiếp tục chăm sóc giống như là cái dòng hồi nãy Ngọc nói. Chăm sóc da thì Ngọc nghĩ đơn giản là không phải đắp nhiều lớp trên đó hoặc là dùng những serum đắt tiền, mà chính là mình xác định được da của mình là thuộc tiếp da nào và nó kích ứng với những thành phần nào. Sau đó mình tìm những sản phẩm phù hợp với da mình rồi mình chăm sóc đều đặn liên tục kèm theo với sử dụng mask là một điều thực sự đơn giản và mang lại hiệu quả cực kỳ cao. Thì sau 15 phút thì các bạn sẽ thấy là cái mặt nạ bắt đầu nó bong ra rồi nè. Thì giờ Ngọc gỡ ra luôn.
mắt nó vẫn còn có một cái độ ẩm, nhưng mà Ngọc sẽ không có để cho nó khô rung mình gỡ ra, như vậy là hại da lắm. Các bạn thấy là da Ngọc có một cái độ đàn hồi nhất định nè, và nó có một cái độ ẩm mượt nữa. Thực sự là xài sản phẩm này xong cực kỳ thích luôn các bạn. Sau khi các bạn sử dụng xong thì các bạn không cần phải rửa lại liền đâu, các bạn cứ để vậy một chút xíu để cho cái dưỡng chất thấm hết. Và đây là một cái điểm thực sự Ngọc thích đối với dòng này, bởi vì nó không có gây bớt rít. Các bạn thấy nó đâu có dính da mình đâu. Ngọc đang sử dụng một loại sản phẩm trị thâm và thực sự là hiệu quả tuyệt vời luôn các bạn. Đây là kết quả sau 1 tháng sử dụng, và Ngọc đang rất là hy vọng tháng sau nó là sẽ clear hết toàn bộ những vết thâm này, và Ngọc sẽ lên ngay một video review về sản phẩm đó để cho các bạn có thể là mình tránh những cái vết thâm lâu dài. Bản thân Ngọc là gọi là thâm kinh niên luôn á nha. Một vết thâm mụn thôi mà nó có thể duy trì 6 tháng trời trên mặt mình, các bạn tin nổi không? Nên là các bạn đừng để lỡ bất kỳ một video Ngọc up lên nha. Mà để tránh việc đó thì các bạn chỉ cần nhấn nút subscribe màu đỏ và cái chuông kế bên cạnh, để mà khi nào Ngọc up video lên nó sẽ thông báo liền cho các bạn luôn. Và chốt lại, đây là một dòng sản phẩm Ngọc nghĩ là nên cho vào danh sách must try, bởi vì cái hiệu quả rõ ràng và đem lại một cái trải nghiệm khá là thoải mái luôn.